Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Đại Phúc Vinh Hà Nội xin tiếp tục giới thiệu thêm cho các bạn một dòng máy khác. Thì trước mặt chúng ta đây là một dòng máy cưa lọng nhập khẩu 100% từ Đài Loan, mang thương hiệu Sauer. Thì model của máy là HB700. Thì máy này thì chúng tôi vừa mới nhập khẩu từ hôm qua mới về showroom Hà Nội. Thì do là đang chờ ngày đẹp để bàn giao giấy khách hàng nên là chúng tôi chưa có thể lắp đặt hoàn thiện 100% được. Thì mặt trước của máy đây thì chúng ta sẽ có cái gì thì mời mọi người theo tôi. Thì đầu tiên chúng ta thấy đây thì đây là hai cái nút gọi là tắt mở hoạt động của máy. Thì đây là nút mở nguồn và đây là nút tắt. Thì ở đây thì chúng ta trong khu vực này thì chúng ta sẽ có cái gì thì mời mọi người hãy cùng tôi mở ra để chiêm ngưỡng. Wow, thì đây là cái bánh đà. Thì bánh đà này thì có đường kính là 700mm và chiều dày của nó lên tới 28mm. Vâng, và đằng ở dưới đây thì chúng ta cũng có một cái bánh đà tương tự giống như ở trên đây. Thì ở chính giữa đây thì chúng ta sẽ có lưỡi cưa này. Thì lưỡi cưa này là nhập khẩu từ 100 từ Đức nhá, Made in Germany. Thì bình thường máy cưa lọng này thì chúng ta thường hay cưa gỗ đúng không ạ? Thì do lần này những khách hàng của tôi là yêu cầu muốn cưa là cưa nhôm thì nên là có thay đổi lưỡi cưa. Này thì hiện tại ở đây thì chúng tôi chưa lắp mặt bàn chính thì hiện tại mặt bàn chúng tôi sẽ làm ở bên kia thì mời mọi người cùng xem. Đây thì đây là mặt bàn của cưa này thì đây là mặt bàn này được làm bằng từ gang thì rất là cứng và lạnh. Rồi mọi người hãy cùng tôi theo sau để xem mặt sau của cái lưỡi cưa này có cái gì. Thì đây thì chúng ta sẽ có một cái động cơ là có công suất là 7,5 HP. Đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái ống để chúng ta có thể hút bụi. Đây là cái đầu tiên và cái này là cái thứ hai. Rồi. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tay quay để điều chỉnh bánh đà lên xuống thì chúng ta có thể gọi là căng cái lưỡi cưa hoặc là muốn thay lưỡi cưa thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái tay quay này. Rồi, vừa rồi tôi đã đi qua một vòng về cái máy cưa nhập khẩu Đài Loan này. Thì mọi người quan tâm đến máy thì có thể inbox vào số điện thoại ở bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.